Rồi ở dưới đó là đường Nguyễn Trãi nha. Ở đó dưới đó là đường Nguyễn Trãi. Mình sau lưng cái nhà mặt tiền, ngay sau lưng ngân hàng HT Bank này. Đó nguyên cái ngân hàng HT Bank tới đây nè. Rồi căn nhà của mình là tới sau lưng ngân nhà mặt tiền nè. Nguyễn Trãi em đi vào ha. 213 đường Nguyễn Trãi em đi vào nha. Đó, ở đây. Đó, ở dưới là cái đường hẻm vào nhà của mình 213 ha. Đường hẻm 3 mét đi vào nha. Khu dân cư hiện hữu hết nha anh chị. Mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên ha. Ngang 3,3 m và chiều sâu vào á là được uh, 10 được 10 m, mét ba sâu vào 10 m ha. Đây là cái sân thượng của nhà mình, còn vị trí nhân đang đứng là máy đúc ha. Đó, một trệt, một lửng, ba lầu sân thượng, máy đúc nha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên sau lưng cái giải nhà mặt tiền. Ờ, nhân sẽ review từ ở ngoài đó, từ vị trí đó đi vào trong đây review bên trong cho anh chị mình xem nha. Mua bán sổ hồng ký. Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở khu vực của phường 2 quận 5 nha. Ở đây là phường 2 quận 5 Gần chợ Bầu Sen Gần nhà thờ chợ quán Ở trường tiểu học Bầu Sen ha Ở đằng kia là chợ Bầu Sen ha Ngã tư đằng kia là ngã tư đường xanh đèn, đèn đỏ Của đường Lê Hồng Phong Và đường Nguyễn Trãi anh chị đó. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị bất động sản Nằm sau lưng căn nhà mặt tiền nè Sau lưng cái ngân hàng HD Bank đó, sau lưng HP là cái nhân nhà của mình ha, căn đó nha anh chị, căn nhà đó đó, một trệt một lửng và hai lầu sân thượng nhà đúc bê tông cốt thép nha anh chị sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên nằm ở hẻm là 213 đường Nguyễn Trãi ha 213 sẹt 1A sau lưng căn nhà mặt tiền nha anh chị ở sau lưng căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi anh chị mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên hướng nhà là hướng đông nam nha ở gần tiệm bánh bánh ngọt A, B, C, ngay góc đường giữa đường Quỳnh Bẩn Đạt và đường uh, Nguyễn Trãi ha. Mình đỡ đầm nối đoạn giữa giữa Quỳnh Bẩn Đạt và Nguyễn Trãi và Lê Hồng Phong và Nguyễn Trãi nha anh chị. Đó, gần uh, bệnh viện Nguyễn Trãi, Đại học Kinh tế, gần chợ Bầu Sen, nhà thờ chợ quán đoạn đường mua bán uh, quần áo sầm quốc của uh, đường Nguyễn Trãi ha. Đây, hẻm vào nhà của mình nha. Đây là hẻm vào nhà của mình nha anh chị. Là hẻm 3m uh, 3m nha sau lưng căn nhà mặt tiền sau lưng khắc ban là vị trí căn nhà của mình nha ở sau lưng khắc ban là vị trí căn nhà của mình nha anh chị Đó. hướng nhà là hướng đông nam sau lưng căn nhà mặt tiền ha ngang 3 m ba và chiều sâu vào là gần 10 m nha hướng nhà là hướng đông nam sổ hồng hoàng công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha ở sau lưng căn nhà mặt tiền nha anh chị rồi hẻm vào nhà của mình đây hai trăm mười ba sẹt một a 213 sẹp 1A đường Nguyễn Trãi phường uh, 2 của quận 5 nha. Ở phường 2 quận 5 nha anh chị, tổ hồng Hoàng công, mua bán ký công chứng sang tên ha. Nhà đúc bê tông cũng phép, mặt ngoài chủ ốp đá qua cương lên tới cái tầng lửng luôn. Ở trên cũng lót gạch sạch sẽ ha và kính cường lực ha anh chị. Ở nhà đúc bê tông cũng phép ha. Đây cái hẻm màu nhà của mình nè, à. hẻm màu nhà của mình nha anh chị ở nhà mình thì cao ráo hơn so với hai với hẻm với hai bậc tam cấp luôn nè nhà bảo vệ với hai lớp cửa lận có hai lớp cửa một lớp cửa cuốn và một lớp cửa kính cường lực bên trong ha đó, mặt ngoài ốp đá hoa cương cao ráo lên tới trên ha cái mí vào đó là kính cường lực nha anh chị ốp đá hoa cương lên qua tầng lửng luôn và ở trên thì ở các tầng thì lóc gạch sạch sẽ hết luôn lót gạch sạch sẽ ở các tầng luôn nha anh chị đó, hai bên có đèn trang trí. Địa chỉ căn nhà mình là 213 Sẹt 1 A đường Nguyễn Trãi khu vực phường 2 của quận 5 ha, gần ngay uh, khu vực uh, mua bán uh, thời trang của đường Nguyễn Trãi ha. Shop thời trang quần áo rồi ha anh chị. Ngang là từ miếng này ha, từ miếng này qua tới đây là 3,3 m và chiều sâu vào gần 10 m sổ hồng vuông vắn không có lộ giới luôn nha. Sổ hồng cực kỳ đẹp luôn, không có lộ giới luôn nha anh chị. Đó. Cách một căn là ra mặt tiền đường Nguyễn Trãi rồi. Ờ, gạch bên trong là cũng lót gạch sạch sẽ ha, hai lớp cửa lên nha anh chị, hai lớp cửa ha, Đó, hai lớp cửa. và ở đây thì chủ ốp gạch cao ráo lên tới trần luôn, ốp gạch cao ráo lên tới cái lửng của mình luôn nha anh chị, ở đây cái lửng của nhà mình, ở đây cái lửng của nhà mình nha, ở lửng thì có làm cái khung nhôm hết, là chính cường lực ha, ở trên đèn led hết nha anh chị, ở trên đèn led hết luôn ha, ốp gạch, ốp gạch cao ráo lên trên điện âm tường ha, điện âm tường hết luôn, ở nhà đúc bê tông cốt thép một trệt, một lửng và hai lầu sân thượng trước và sau máy che than nha anh chị. Đó. hướng nhà là hướng đông nam nha, quá cực kỳ đẹp luôn. Gạch này là lót gạch 8 tấc nha anh chị, gạch này là loại gạch 8 tấc nha. Đó. gạch là loại gạch 8 tấc luôn á, lót gạch bóng kính loại 8 tấc và không gian bếp cực kỳ to luôn. Đó, không gian bếp cực kỳ to luôn nha. Với uh, bếp là đá hoa cương, đó Bếp là đá hoa cương loại cao cấp nè và tủ là ở trong là gỗ nha. Đó tủ bếp dưới bằng gỗ và tủ bếp tủ bếp dưới bằng gỗ hết mặt đáo qua tương qua cương nha bếp âm nha anh chị hai bồn rửa hai bồn rửa inox loại dày nha bên trong lót gạch sạch sẽ không gian bếp rộng rãi vào cái kệ bếp nè gỗ tự nhiên ha độ bền cao nha anh chị đó độ bền cao ha ở đây có đèn trang trí điện âm tường hết luôn nha anh chị ở đây cái chân cầu thang nè ở dưới chân cầu thang thì chủ cũng làm cho anh chị mình cái cái tủ cái tủ âm tường ha đó, tủ âm tường bằng gỗ luôn nè thấy chưa rất là kỹ nha anh chị đó địa chỉ là 213 trăm mười a nha anh chị sau lưng căn nhà mặt tiền sau lưng nhà mình là hắc đi băng ha đó. điện uh, âm tường hết luôn ha điện âm um, tường và xài điện led đóng là phong dực tầng xuống tường ốp cao ráo lên tới trên ha ốp cao lên đụng tới trần luôn mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha từ cái mí đó, đó anh chị từ cái mí đó vào trong đây là gần 10 mét nha anh chị nó sổ hồng Hoàng công mua bán ký công chứng sang tên nha ở đây thì uh, cái này là gạch luôn nha anh chị cái này là gạch luôn nha chứ không phải giấy dán tường và mặt đi bằng đá qua cương mà đi lên tay vịn là tay vịn gỗ và mặt trong này bằng kính cường lực nha anh chị Đó. hướng nhà là hướng đông nam ha sau lưng căn nhà mặt tiền đường nguyễn trãi sau lưng ngân hàng hd băng cho đường nguyễn trãi gần chợ bồ xe nhà hờ chợ quán và hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 7 tỷ sáu 7 tỷ sáu nha anh chị giá này còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh ha giá này vẫn còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh nha anh chị ở đây cái chân cầu thang đó chủ làm cái kho chứa đồ đó, kho cửa nhà vệ sinh nè kho cửa nhà vệ sinh ở đây thì mình có thể mở ra mở ra cửa này là cửa nhôm sofa si nha đây thì uh, dán gạch sạch sẽ hết tay vịn bật đi cầu thang thì đá qua cương tay vịn gỗ ha nó các bước đi rất là thoải mái luôn ở đây ốp tường cao ráo chân chân cầu thang hết trơn rồi nè anh chị nó sạch sẽ ha rồi ở đây là không gian lẫn của nhà mình ha được một phòng ngủ rồi nè anh chị không gian lửng của nhà mình là một phòng ngủ à đây một phòng ngủ thì cửa cửa phòng ngủ ở trên lửng thì là cửa gỗ tự nhiên nha anh chị cửa gỗ tự nhiên bản lề cực kỳ to luôn nè đó điện âm tường hết trần nhà cao ráo sạch sẽ đóng la phong giật tầng nha đó đèn thì đèn led dạng âm tường và có hỗ trợ hai cái đèn led hai bên nữa nè đó trần nhà cao ráo sạch sẽ mình xem lại cái bức tường của nhà mình ha mình xem kỹ bức tường nhà rất chắc chắn nha ở đây là đóng la phong nha ở đây là đóng la phong nha anh chị đó. nhà thì không có một vết răng không một vết nứt ở không gian lẫn của nhà mình có nhà vệ sinh luôn nha anh chị đây thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ cửa nhà vệ sinh là cửa nhôm có kính mờ tường ốp cao ráo lên tới trên luôn đó tường ốp cao ráo lên tới trên ha thiết bị nhà vệ sinh là sử dụng đồ cao cấp hết vòi có vòi đóng lạnh đó, vòi đóng lạnh nha anh chị mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 kênh youtube bất động sản xà thành hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ghi giúp cho mình anh chị vừa xem xong cái không gian tầng trệt và không gian tầng lửng nha nhân tiếp tục đi lên trên để cho anh chị mình xem không gian ở trên ha đó một trệt một lửng hai lầu sân thượng nha anh chị nhà đúc bê tông cốt thép hết nha Hướng nhà là hướng Đông Nam Sau lưng căn nhà mặt tiền ở đường Nguyễn Trãi nha anh chị Giá 7 tỷ 6 Giá này còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh nha Giá vẫn còn thương lượng Anh chị mình đến xe bất động sản này Nếu thấy phù hợp thì nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị Mình gặp chính chủ làm việc tiêm về giá nha anh chị Đây một phòng ngủ lớn Ở cái phòng ngủ lớn này Thì cửa là cửa gỗ tự nhiên luôn Nó cũng là cửa gỗ tự nhiên luôn nha Cái uh, chìa khóa nè Đó, Cái tay nhìn rất là chắc chắn luôn trần nhà cao ráo sạch sẽ nhà thì còn rất là chắc chắn và màu sơn cũng còn mới nha ở đây thì có đi đường ống đồng để cho anh chị mình uh, xài uh, máy lạnh và ở đây còn cái tủ tủ này tủ gỗ tự nhiên nha anh chị ở tủ gỗ tự nhiên có đèn ngủ cho anh chị mình hết rồi ở đó có cửa sổ có có cửa sổ ha gạch là gạch bóng kính loại uh, lớn nha đó ở đây nhà vệ sinh nhà vệ sinh ở không gian tầng uh, một nè mỗi tầng thì một phòng ngủ lớn vòi là vòi nóng lạnh tường ốp gạch ngang cao ráo lên tới trên hết luôn đó đèn thì đèn này có ba hệ màu nha đó, đèn sáng này ấm nè và các thiết bị treo đồ là bằng inox loại dày ha loại ba đó mình có thể đẩy lên nha mình đẩy lên và ở đây có cái cửa đó, đây có cái cửa ha đây khoảng không thành địa dịch nè đó đây khoảng không thành địa dịch xuống dưới khoảng thở mình nhìn lên trên khoảng không thành địa dịch ở trên nè anh chị Yeah, và chủ cũng sạch, sạch lót gạch sạch sẽ hết luôn nha anh chị đó, lót gạch hết cái khoảng không hành địa dịch của mình luôn <laughs> nhà thì làm rất là chắc chắn và tỉ mỉ luôn nha anh chị ở sổ hồng riêng có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên các thiết bị nhà vệ sinh sử dụng đồ cao cấp hết nha anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với nhân Với số điện thoại là 0922 qua chính kênh youtube bất động sản Sài thành ha rồi bây giờ nhân sẽ đi ra ngoài cái ban công cho anh chị mình xem nha cái rô da cái vị trí này là rô da ha nếu mình lớn nhau mới là ban công ha rồi cái cửa ra ngoài là cửa nhôm sifa có dáng có sài kính cường lực cho anh chị mình luôn nè cái đồ là treo cái, tay ta là inox cái chìa khóa inox ở đây có cái chốt nè đây có cái chốt nè đó hẻm trước nhà của mình anh chị hẻm trước nhà của mình là hẻm sạch sẽ ha đó sau lưng căn nhà mặt tiền nha sau lưng dãy nhà mặt tiền đường uh, nguyễn trãi đó hai trăm a mình là nằm sau lưng căn nhà mặt tiền hd băng á tòa nhà HD băng ở đường Nguyễn Trãi nha gần chợ bầu sen nhà thờ chợ quán ở đây có cửa sổ điện âm tường hết nha tủ gỗ nha đây có tủ gỗ nè tay vịn cũng là tay vịn gỗ luôn đó, tủ gỗ nè rửng còn chắc chắn là mới luôn nha không không bị nứt ha gỗ này gỗ cao cấp đó tủ gỗ nha anh chị mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên rồi tiếp tục bị lên không gian của tầng tầng hai nha ở đây mỗi tầng có cái cb điện riêng ở tầng có cb điện riêng hết nha và gạch thì ốp gạch ngang Ở bên hông này ốp gạch ngang cao ráo lên tới trên ha Các bước đi của cầu thang cực kỳ nhẹ nhàng luôn Rồi Tiếp tục lên không gian của phòng ngủ lớn thứ hai của mình nha Phòng ngủ lớn thứ hai của mình, cửa vẫn là cửa gỗ tự nhiên Không gian rộng rãi sạch sẽ, gạch là lót gạch, bội bóng kính, lội tám tất hết nha anh chị Rất là chủ làm rất tỉ, tỉ mỉ luôn Và anh chị mình để ý, từ hồi nãy giờ là nhân quay không thấy một bức tường bị răng nha nhà này là chưa cải tạo sửa chữa gì hết nha chủ ở xưa giờ nó dọn trống ra Đó, không vào vết răng không và vết đứt nha ở đây còn uh, ống đồng máy lạnh cho anh chị mình luôn nè mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên nha hoàn công đầy đủ ở đây có trụ tắm đứng nhà vệ sinh bên trong mỗi phòng ngủ hết vậy là có 3 phòng ngủ và bốn nhà vệ sinh nha các thiết bị uh, nhà vệ sinh sử dụng đồ cao cấp hết nha bằng inox và bằng sứ thất thương hiệu ha có thương hiệu và đây là cái không gian cái cái giếng trời của nhà mình nha anh chị đó đây cái cửa giếng trời của nhà mình ha rồi nhà vệ sinh thiết bị tô tô nè đồ cao cấp bằng ri hết nha mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên đây có cái trụ tắm đứng cửa nhà vệ sinh thì có dán kính mờ bằng nhôm sifa ha bằng nhôm mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên một trạc và một lửng hai lầu sân thượng nha vừa xem xong là tầng 2 rồi đó nhà thì sáng sủa đèn thì đủ độ sáng ha điện thì điện âm tường hết rồi mình tiếp tục đi ra cái phòng ngủ cái rô da ở trong mỗi tầng ha đó, ban công thì lớn ra mà rô da thì hụt vô giống vậy nha anh chị ở đây thì nè anh chị mình thấy là cuối tường bên đây đó ở đây cũng có cái vách cái cái nằm trăm hít chỗ này đó, chủ làm rất kỹ lưỡng nha anh chị. Thiết bị đồ đồ sử dụng đồ cao cấp hết luôn nha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Mình là góc ngay góc cả tư giữa đường Phan Văn Trị và ở góc đường Quỳnh Mãn Đạt và Nguyễn Trãi, Lê Hồng Phong và Nguyễn Trãi ha. Đó, hẻm trước nhà của mình. Và chung cư bên này là chung cư Phan Văn Trị nha anh chị. Chung cư Phan Văn Trị ha ở tòa chung cư bên đây là chung cư Phan Nhân chị nè ở đây mình giáp với lại quận 1 gần uh, quận 10 quận 3 ha ở quận trung tâm đi lại thuận tiện nha mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên hẹn trước nhà của mình là hẻm 3 mét nha anh chị nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu không lôi hoạch lộ giới hẻm giới sau lưng căn nhà mình đó là mặt tiền đường Nguyễn Trãi ngay cái ngân hàng HD băng ngay chợ bầu sen nhà hờ chợ quán anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 kênh youtube bất động sản sài thành hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố hồ chí minh có phân khúc có giá dưới 7 tỷ 6 để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha đó ở đây là cái mái keo thang của nhà mình luôn ha đúc bê tông cũng hết ở trên đây luôn nha anh chị đúc bê tông cũng hết cái giếng trời của mình có làm cung sắt nè và kính cường lực ở trên đó nha đó mảng đá qua cương cực kỳ to ha ở đây thì anh chị mình có thể cũng lóc anh chị mình thấy ha cũng lóc gạch sạch sẽ hết có thể làm chỗ giặt vũ phơi đồ chỗ này và ở trên đây có nhà vệ sinh ha. nhà vệ sinh thứ năm của nhà mình nha đó giặt vũ phơi đồ rồi đây mình có sân thượng nè và cái nhà vệ sinh ở trước ở phía ở trên sân thượng của nhà mình nè chủ cũng lót gạch sạch sẽ cao ráo lên tới trên nha đó đồ cũng là đồ inox hết luôn bồn cũng là bồn loại cao cấp to hết nè mua bán thì mình ký công chứng sang tên sổ hồng và hoàn công đầy đủ nha anh chị không lôi hoạch lộ giới hạn giới gì hết sau lưng mặt tiền đường Nguyễn Trãi gần góc Nguyễn Trãi và Quỳnh Mẫn Đạt góc Nguyễn Trãi đường Lê Hồng Phong ha gần bệnh viện Nguyễn Trãi. Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, trường Đại học Kinh tế, trường Nguyễn Trãi đầy đủ các uh, trường trung trung tâm ha. Uh, trường Chi Nguyễn Thượng uh, Lê Hồng Phong. Rồi trên đây là cái sân uh, cái máy đúc của nhà mình ha. Uh. Cầu thang mà đi lên máy đúc của mình uh, là cầu thang hình xoắn ốc nha. Và nhân thấy khung quanh ở trên đây thì chủ ốp gạch sạch sẽ hết, ốp gạch sạch sẽ bên ngoài luôn nè. Đó, trên đây cũng ốp gạch hết luôn nha anh chị. Toàn bộ không gian ở bên hông là chủ ốp gạch hết và dưới sàn thì chủ cũng lót uh, lót gạch sạch sẽ hết nha, 7 tỷ 6 giá này còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh nha. Bây giờ nhân sẽ đi lên trên để review cái không uh, gian ở trên cao đó cho anh chị mình xem. Cầu thang mình đi lên là cầu thang đúc hình sân, cầu thang sắt hình xương ốc nha. Rồi, nhân đi lên trên cho anh chị mình xem nha. Rồi ở trên đây mình đi lên đây thì có cái uh, tay vịn sắt ban công tay vịn sắt nè và một bồn nước lớn ở trên này nha. Ở trên đây thì chủ cũng lót gạch sạch sẽ hết luôn nha anh chị. lót gạch sạch sẽ xung quanh hết luôn. Rồi cái tòa nhà HD Bank là mặt tiền đường Nguyễn Trãi nha. Tòa nhà HD Bank là mặt tiền đường Nguyễn Trãi và dưới là Nguyễn Trãi ha. Đối diện với 198 đường Nguyễn Trãi. Và là hẻm 213 đường Nguyễn Trãi ha. Đây là hẻm 213 nè. Cái nhà kế bên đây. Hai bên đây là làm uh, xung quanh cái đường Nguyễn Trãi để bán đồ uh, thời trang rất là nhộn nhịp của khu vực mình luôn nha bệnh viện nguyễn trãi khách sạn chợ an đông bên kia ha ở trên đây chủ lót gạch sạch sẽ ha mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39, 39 39 39 kênh youtube bất động sản xà thành hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 7 tỷ 6 để bạn bè người thân nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha. sau lưng mặt tiền đường người trả nha anh chị. Rồi nhân xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình. Nếu anh chị có bạn bè người thân trong gia đình đó, cần mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 7 tỷ 6 thì anh chị mình hãy chia sẻ video này giúp nhân và giúp cho bạn bè người thân của mình tìm được uh, bất động sản nhanh nhất và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha căn nhà mình nằm ở địa chỉ là 213 213 nha anh chị xẹp 1A sau lưng căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi phường 2 của quận 5 nha hẻm trước nhà là hẻm 3m nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nhà là cao nhất ở đây luôn một trệt một lửng hai lầu sân thượng mái che thang nhà đúc bê tông cốt thép ha có năm phòng ngủ bốn phòng ngủ và năm nhà vệ sinh ha tầng trệt một cái lửng tầng lửng một cái phòng ngủ nè Đó, mỗi tầng một phòng ngủ là ba phòng ngủ mỗi tầng một nhà vệ sinh sân thượng mình có nhà vệ sinh trên này luôn nha anh chị dưới trệt cái là năm nhà vệ sinh ha nhà là đúc bê tông cốt thép anh chị mình nhìn lại đó, thì không có một vết răng không một vết đứt nào nhà cũ mà rất là chắc chắn và màu sơn vẫn còn mới nha không phải chủ sơn lại đâu đó. nhà thì rất còn chắc chắn tường nhà cao ráo sạch sẽ hướng nhà là hướng đông nam khu dân cư hiện hữu không lôi hoạch lộ giới hạn giới gì nữa sổ hồng cực đẹp luôn không có miếng quy hoạch nào luôn đó. ngang là ba m ba chiều sâu vào là gần 10 m nha 7 tỷ 600 triệu đồng Giá này vẫn còn thương lượng cho anh chị mình mua bán nhanh ha Anh chị mình quan tâm tới căn nhà này Thì hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 Kênh youtube Bất Động Sản Sài Thành ha Và hãy nhấn like video ha Nhấn like vào like khi nhấn up video lên Thì anh chị là người nhìn thấy các công sản này nhanh nhất Giúp cho anh chị mình tìm được căn nhà nhanh nhất Và cũng giúp cho chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất Nếu anh chị mình chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình nha Đó, mình đưa xem lại hai phòng ngủ lớn của nhà mình ha và xung quanh chủ ốp gạch cao ráo ở đây mặt đá qua cương đi tới thì ngủ luôn và cửa phòng ngủ là cửa gỗ tự nhiên hết ha đó thì uh, đi xuống dưới chạp một lần nữa ha và kết thúc video quay nhà ở đây căn nhà ở địa chỉ 213 trăm 1 a đường nguyễn trãi phường 2, quận 5 gần chợ bầu sen nhà hờ chợ quán đối diện nhà mình đó đối diện hẻm nha 213 là chợ, là chợ bồ sen ha, hẻm chợ bồ sen nha. nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, chủ ốp tường cao ráo sạch sẽ hết, anh chị mình chỉ cần về lau chùi quét dọn sơ thôi, không gian bếp cực kỳ đẹp luôn. Ở đây có máy hút mùi nữa nha anh chị. máy hút mùi đi lên. Điện âm tường ha. Giá 7 tỷ 6 còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh ngang 3,3 m và chiều sâu vào là gần 10 m nha anh chị. Nhà cao ráo sạch sẽ. đây rồi nên xin chào và hẹp lại chị ở video quay nhà lần sau hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản nghĩa nhất cho mình hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình nha và quan trọng nhất hãy nhấn like để ủng hộ kênh của nhân nha